100 danh hiệu của Đức Maria. 16. Đấng hòa giải các dân nước, Đức Mẹ Betania. Từ năm 1976, tại một trang trại nhỏ ở làng Betania, cách thủ đô Caracas, nước Venezuela không xa, Đức Mẹ đã hiện ra với Maria Merano Bianchini. Câu chuyện bắt đầu bằng sự kiện Thánh nữ Teresa hài đồng hiện ra với bé Maria lúc ấy mới 5 tuổi và trao cho em một bông hồng. Sau đó, năm Maria 12 tuổi và bị chứng xưng phổi cấp tính trầm trọng, Đức Mẹ đã hiện đến, giới thiệu một số thuốc men và đã cứu sống em. Trong độ tuổi thiếu niên, Maria lại được chữa khỏi bệnh bại liệt khi Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện ra với em. Sau những cuộc thị kiến liên tiếp, Maria đã xin gia nhập dòng Thánh Francisco. Nhưng ngày 3 tháng 10 năm 1954, Thánh nữ Teresa trong một cuộc thị kiến đã cho Maria biết ơn gọi của chị là làm vợ và làm mẹ. Cùng ngày hôm ấy, Thánh Tâm Chúa Giêsu truyền cho chị đến Roma. Tại đó, Maria đã gặp và năm 1956 đã kết hôn với Treo Bianchini Zani. Đức Mẹ tỏ cho Maria biết một nơi đặc biệt tại Venezuela để dành riêng cho việc cầu nguyện và hành hương. Trong một thị kiến, Đức Mẹ đã cho chị nhìn thấy trang trại ấy. Maria và Treo sau cùng đã tìm ra và mua lại địa điểm ấy vào năm 1974. Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại trang trại Vinsa Betania vào ngày 25 tháng 3 năm 1976. Mặc dù khi ấy có rất đông người tham dự buổi cầu nguyện, nhưng chỉ một mình Maria được nhìn thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ xưng mình là Đấng hòa giải các dân nước. Sau đó, các cuộc hiện ra vẫn tiếp diễn, nhưng không thường xuyên. Đến năm 1990, Đức Mẹ hiện ra tổng cộng 31 lần. Trong các năm đầu, chỉ ít người được nhìn thấy Đức Mẹ. Mặc dù nhiều người được chứng kiến các hiện tượng lạ, chẳng hạn làn sương từ trên đồi phủ xuống, các bông hoa nở rộ, thanh âm của ca đoàn vô hình, hương thơm hoa hồng và mặt trời chuyển động lạ thường. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 3 năm 1984, sau giờ thánh lễ trưa với đông người tham dự, Đức Mẹ đã hiện ra với một nhóm trẻ em bên thác nước gần đó. Chúng liền chạy về gọi người lớn, và Đức Mẹ lại hiện ra khi mọi người đã tụ họp đông đủ. Lần này, cả thảy 108 người hiện diện đã được nhìn thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra 7 lần trong buổi chiều hôm ấy. Sứ điệp Đức Mẹ đem đến Betania là một sứ điệp hòa giải và yêu thương. Này các con, tình yêu của một người mẹ, người quý yêu các con, đến như một khởi đầu để đưa các con về với luật công bình, yêu thương, bình an và hòa giải. Mẹ mời gọi các con vì giờ phút quan trọng cho việc hòa giải đã đến. Mẹ trao ban tình yêu của mẹ cho tất cả các con cái của mẹ, những cư dân địa cầu. Các con hãy trung thành với Chúa Giêsu để có thể khám phá bí quyết tuyệt hảo của sự hiệp nhất. Nhờ đó, các con sẽ tìm được chìa khóa để vào nước Chúa. Hãy tha thứ cho nhau, hãy thương yêu nhau, hãy phục vụ nhau. Tất cả các con là con cái Thiên Chúa. Tất cả các con đều được yêu thương. Năm 1984, Đức Giám mục Giáo phận đã xúc tiến cuộc điều tra. Ngài thẩm vấn nhiều nhân chứng và cứu xét hơn 100 phép lạ chữa bệnh được tin là do Đức Mẹ Betania. Trong số đó, có vụ lành bệnh của một em bé bị chứng bệnh bifida cột sống. Theo bệnh án của Trung tâm Verhaler New York năm 1987, Đức Giám mục đã khẳng định những lần hiện ra này là xác thực và có đặc tính siêu nhiên. Những phép lạ Betania vẫn tiếp diễn. Chị Maria nhận được dấu thánh. Chị còn được các ơn chữa bệnh, nhấc bổng lên không.
hiện diện đồng thời tại hai nơi và nói tiên tri. Thánh lễ xuất hiện trên môi miệng chị và người chị tiết ra hương thơm hoa hồng. Một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất là hoa hồng đã tự nhiên nở ngay trên ngực chị. Sự lạ này đã xảy ra 16 lần. Trong thánh lễ ngày 8 tháng 12 năm 1991 tại Bethania, bánh thánh đã chảy máu sau khi được truyền phép. Đây là một dấu lạ nói lên sự linh thiêng của trang trại. Hơn 2.000 người cho biết đã được nhìn thấy Đức Mẹ Bethania. Chị Maria tiếp tục được Đức Mẹ viếng thăm. Các sứ điệp của Đức Mẹ thường tiên báo về những cuộc chiến và tai ương, nhưng không ngừng nhắc nhở mọi người về tình yêu bao la của Thiên Chúa và mời gọi họ hãy sống hòa giải. Lời kinh truyền thống: Lạy Mẹ Maria, hiền mẫu của con, hôm nay cũng như mọi ngày, nhất là trong giờ chết, con xin trao phó linh hồn và thân xác con cho niềm tin diễm phúc, sự giữ gìn và sự chăm sóc đầy tình thương của mẹ. Con xin trao phó tất cả những ưu tư và khốn cùng, cuộc sống và giờ cuối cùng cuộc đời của con cho mẹ, để nhờ lời cầu bầu rất thánh và công nghiệp của mẹ, tất cả những hành vi của con được quy hướng và thuận lợi theo thánh ý của mẹ và của con mẹ. Amen. Lạy mẹ diễm phúc, con đã quá quen với chiến tranh lạnh, con đã chôn chặt quá lâu những đau thương và sỉ nhục dĩ vãng, đến độ những cảm xúc buồn phiền của con đã trở thành một phần bình thường, thậm chí còn dễ chịu trong cuộc sống của con. Cảnh bất hòa này xé nát tâm can con mỗi khi nghĩ đến. Con cảm thấy bị xa lầy trong cuộc chiến sinh tử thầm lặng này. Lạy mẹ yêu dấu, xin hãy in sâu vào lòng con một khát vọng hòa giải. Xin giúp con thắng dẹp tính kiêu căng, những tổn thương và những hằn học, để chúng con có thể bắt tay làm hòa với nhau. Nhiều khi con thậm chí không dám nghĩ đến, nhưng xin mẹ hãy xoa dịu tâm hồn con, để con có thể viết một bức thư hoặc gửi một email đến cho. Xin mẹ hãy uống lưỡi con để con có thể điện thoại hoặc thực hiện một cuộc đối thoại chân thành với người ghét con. Và xin mẹ củng cố chân tay, ý chí và linh hồn con, để một ngày kia con có thể đến thăm người không thích con và đạt được giờ phút hòa giải bình an. Lạy mẹ hòa giải các dân nước, con nài xin ơn này vì danh mẹ. Amen.